xin tự giới thiệu, tôi là Thư Cò Đen và đây là anh Vũ Damakinos, là thành viên diễn đàn Hà Nội Fishing.com. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về phương pháp gọt tỉa hoa thủy tiên chơi Tết. Đây là củ thủy tiên được nhập về từ Trung Quốc và thông thường bán ở Việt Nam khoảng tháng 10 đến tháng 11 âm lịch. Dưới đáy củ thủy tiên bao giờ cũng có một cái lớp đất. Lớp đất này là mục đích là để bảo vệ cho cái mầm sườn và cái đáy củ nơi mà có những cái mầm rễ nó không bị khô. Khi chúng ta mua về, chúng ta bỏ cái túi lớp lưới này ra và cái lớp đất này đi thì chúng ta sẽ có một cái củ như thế này. Và củ như này trước khi gọt thì chúng ta phải sơ chế củ, và chúng ta sẽ bóc hết những cái lớp vảy củ đã bị khô này đi, bóc hết nó đi và bóc nhẹ tay. Sau khi bóc hết những cái lớp vảy củ khô này đi thì chúng ta sẽ được một củ như này, là có thể bắt đầu tiến hành vào gọt tỉa tạo hình thủy tiên để chơi Tết. Và sau đây anh Vũ sẽ bắt đầu giới thiệu về dao và cách gọt tỉa thủy tiên. Các bạn, để gọt được hoa thủy tiên trước hết chúng ta phải có dụng cụ gọt hoa thủy tiên. Chúng ta gồm có hai phần dao cơ bản, gồm có một dao gọt phá và một dao gọt tỉa. Về phần dao gọt phá thì nó sẽ có cái phần vát của lưỡi sẽ lớn hơn so với dao gọt tỉa. Thì trên dao các bạn để đến phần chui dao có phần là sẽ phần xoắn và rãnh xoắn. Ở đây có hai cái rãnh khác nhau, các bạn sẽ nhìn thấy ở trên dao gọt phá thì có phần rãnh xoắn và đó phần cong. Phần này có tác dụng nào là khi chúng ta gọt, chúng ta đào phần dưới củ thì nó sẽ không làm phạm đến các mầm hoa phía trên và không làm nát củ. Ở dao gọt tỉa các bạn sẽ nhìn thấy phần dao xoắn ở dưới thì có hình dạng thẳng. Phần này hình dạng thẳng tại sao? Khi chúng ta gọt sâu đến dưới rồi thì phần đào của nó sẽ không còn có tác dụng nữa. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần dao này lách vào bên trong để cho nó không bị nát và làm cho nó sạch củ hơn. Đó, lúc đó nó sẽ có tác dụng là để chúng ta gọt tỉa củ cho nó đẹp và tạo dáng. Về dao thì chúng ta chủ yếu là gồm có hai dao chính như này. Và khi chúng ta bắt đầu tiến hành gọt thì dựa trên hai dao chính này chúng ta có thể, sau khi mà gọt quen, chúng ta có thể tạo ra một số những loại dao mà nó phù hợp với cái cách gọt của bản thân cũng như là phù hợp với cái cách chơi và cách gọt của mình. Thì sau đây tôi giới thiệu về cái bước để gọt củ hoa thủy tiên làm sao cho nó đúng kỹ thuật và cho nó đẹp. Trước hết tôi xin giới thiệu là củ thủy tiên cơ bản sau khi đã được làm sạch thì có hình dạng như trên. Để có một củ thủy tiên đẹp thì nhất thiết là phải đẹp từ lá cho đến rễ. Đây là một củ thủy tiên hoàn hảo. Để có một bộ rễ đẹp, chúng ta sẽ phải làm sạch phần đáy củ. Phải làm sạch phần đáy củ này thì nó có tác dụng sao? Tức là sau khi làm sạch phần đáy củ thì phần rễ nằm ẩn chìm phía dưới nó sẽ ra nhanh, đẹp và có màu trắng đục. Như thế là một củ thủy tiên nó sẽ đẹp. Chúng ta làm sạch cái đáy củ này mà không làm sạch thì mà thủy dưỡng nó sẽ rất đen. Lúc mà nó đã khô này nhìn thì có vẻ là nó không đen mấy, nhưng mà đến khi mà thủy dưỡng nó đen, đen thui luôn, đen như than. Chú ý là trên này nó có các cái đầu rễ nhỏ nó đang nhô ra này, chúng ta không được gọt đi mà chúng ta chỉ làm sạch những cái vảy khô, những cái thịt củ khô ở dưới này đi. Chúng ta không được tạo một cái phần rễ phía trên. Đây là phần đáy củ này thì nó sẽ không có dễ lọt ra ở đây. Về phần củ thủy tiên thì sau khi mà làm sạch phần này, đây các bạn có thể thấy là phần giữa của đáy củ, phần này sẽ không mọc rễ và rễ nó sẽ mọc ở phần xung quanh phần đáy củ. Nhưng nếu như chúng ta mà không làm sạch phần dưới này thì phần rễ này nó sẽ không mọc ra. Sau khi làm sạch phần đáy củ, chúng ta có thể nhìn thấy là phần đáy củ nó sẽ có hình dạng như thế này, và các bạn có thể nhìn thấy đây là đã có một số rễ non. Một số rễ non bắt đầu mọc, những rễ này chúng ta đã không được cắt vào, và những rễ này thì sau này khi trong quá trình gọt chúng ta vẫn để nguyên
sau một quá trình thủy diễn nhất định thì những lớp dễ mỏng ra và sẽ đẩy những lớp vỏ bao xung quanh này lên, và chúng ta chỉ cần tích lớp vỏ bao ra và dễ sẽ mọc dài, lớp sẽ mọc dài ra. Thì củ thủy tiên để mà gọt thì các bạn cần lưu ý như sau. Ví dụ cái mầm như thế này, đây là mầm thường, mầm này không cho hoa mà chỉ cho lá thôi, thì trong quá trình làm các bạn lưu ý có tất cả những sinh trưởng tập trung vào trong cái củ chính để khi ra nó hoa nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ khỏe hơn. Thì cái này các bạn phải bỏ đi. Sau khi ta bỏ những cái mầm phụ và không cho hoa thì ta sẽ được